Để tiếp tục, Thanh Trang mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SPTN Washington DC kính chào quý vị, kính chúc quý vị cộng đồng Việt Nam vùng Washington, Maryland và Virginia đang có mặt tại đại lộ Constitution trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ lần thứ 243. Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ 2019 lần thứ 243 năm nay được rơi vào ngày thứ Năm. Trong một ngày khí hậu thật nóng và thời tiết dự đoán sẽ có mưa vào buổi trưa hay chiều. Nhưng tại thủ đô Hoa Thành Đốn vẫn không ngăn cản hơn trăm ngàn người đã có mặt thật sớm để tìm những chỗ ngồi gần lề đường hay ngồi dưới những gốc cây có bóng mát trên đại lộ Constitution từ con đường số 7 đến 17 để được nhìn thấy hơn 120 hội đoàn, công sở, trường học, các kinh doanh tham gia cuộc diễn hành theo truyền thống của thủ đô Hoa Thành Đốn bao nhiêu năm qua. Buổi diễn hành bắt đầu vào lúc 11 giờ 45 sáng. Đã 30 năm qua và năm nay lá cờ chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn được hãnh diện tung bay trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ trên đại lộ Constitution, song song với lá cờ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ do Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đảm trách, cùng với sự hợp tác của Nhà Việt Nam, MOSA, VASA, Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt với 7 quân chủng khác nhau. Chủ đề năm nay là Thank You America. Đoàn diễn hành cầm biểu ngữ Vietnamese Community of DC, Maryland and Virginia. Đặc biệt năm nay trên xe hoa có Hoa hậu Việt Fest cùng đứng chung với các em bé thiếu nhi của nhà Việt Nam. Các em đã gây được sự chú ý rất nhiều của mọi người và ký giả của nhà báo New York Times đã chụp rất nhiều tấm hình của các em cùng với các cô gái Việt Nam năm nay với tà áo trắng, đội nón lá thật thước tha. Năm nay, đoàn diễn hành của cộng đồng Việt Nam đứng hàng thứ 106 và có hơn 120 người tham gia. Hàng năm phải cần đến hơn 30 nhân lực để cầm những chiếc bong bóng bay cao hơn 12 feet. Năm nay được bốc thăm và chiếc bong bóng lại là hình chú bé Caliu ngồi đọc sách trong những chương trình thiếu nhi. Vì thế chỉ cần có 8 nhân lực đẩy chiếc bong bóng Caliu trên bánh xe. Trên chiếc xe hoa, hai bên đều có biểu ngữ Thank You America cùng với lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa mến yêu. Khi đi ngang khán đài, phái đoàn Việt Nam đều được những sĩ quan cấp cao trong quân đội Hoa Kỳ đứng lên giơ tay chào. And here is the Vietnamese-American community of Washington, D.C., Maryland and Virginia with their theme of Thank You America. Leading the march are the Vietnamese veterans of the Vietnam War, followed by the Dragon Dance. Next, we have the beautiful ladies in the traditional Ao Dai dresses and traditional Nan La hats. Thank you, America! Thank you! Thank you! Thank you, America! Mà đặc biệt năm nay thì cũng có rất là nhiều người trẻ ra để đi diễn hành, chứ không phải là chỉ là cái thế hệ đầu tiên như mọi năm. Thì cũng 30 năm rồi mà cộng đồng Việt Nam mình năm nào cũng đi diễn hành 4 July đó, thì năm nay Bảo là đầu tiên là chủ tịch cộng đồng vùng Virginia DC Maryland, thì cũng rất là hãnh diện là thấy rất nhiều người trong cộng đồng mình đã tới đây mà giúp đỡ. Có nhiều người họ đi từ Delaware tới Arizona, nhiều chỗ khác, chứ không phải là chỉ có địa phương ở đây không. Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt, tức là Vietnamese Americans Uniform Services Association, có đại diện ngày hôm nay để tham dự buổi diễu hành ngày kỷ niệm ngày độc lập Hoa Kỳ. Thì hội, anh em trong hội rất là cảm ơn đất nước mới, tổ quốc mới của mình, thành ra là muốn đóng góp một phần nào để cho cảm ơn cho tổ quốc. Tôi xin đại diện cho hội không quân, hội phụ nữ, hội bà mẹ Việt Nam áo dài vàng và hội Richmond và hội Cư An Tư Nguy tới đây để tham dự cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, để tỏ lòng biết ơn của người Việt, của cộng đồng người Việt tị nạn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự ngày lễ độc lập Hoa Kỳ 2019 tại thủ đô Washington. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.